chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe đã qua sử dụng của Toyota Xuân Mỹ Đình. Hôm nay em sẽ lên cho anh chị và các bạn chiếc xe thuộc phân khúc sedan của nhà Toyota nhé, và chính là Toyota Camry. Chiếc xe Camry 2.5Q sản xuất 2019 hiện đang được chào bán tại Toyota Xuân Mỹ Đình, có địa chỉ tại số 15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nếu anh chị và các bạn nào quan tâm thì có thể qua bên xem xe trực tiếp nhé. Về pháp lý thì xe này là xe cá nhân chạy khoảng 110.000 km. Có ngoại thất màu trắng ngọc trai này. Xe còn rất là mới và đẹp. Đây là dàn mâm và lốp của chiếc xe nhé. Xe này đã được bác chủ xe cũ lên dàn lốp Michelin mới này. Xe còn rất là mới và đẹp. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết để anh chị và bạn có thể tham khảo kỹ hơn nhé. Đây là nội thất của chiếc xe. Nội thất ghế da màu kem. Đây là các phím ấn trên tapi cửa này. Tapi cửa còn rất là mới và đẹp ạ. Đây là vô lăng nhá. Vô lăng ba chấu kết hợp cùng phím điều khiển này. Đồng hồ hiển thị này, màn hình DVD này, cần số bệ tì tay nhá. Đây là khoang nội thất phía sau. Đây là nóc này, cửa nóc này. Đây, các chi tiết ví dụ như là nội thất này, tapo, tapi cửa này. Em sẽ quay rất là chân thật và chi tiết để anh chị và các bạn có thể tham khảo kỹ hơn. Ngoài ra trong quá trình quay chụp, anh chị và các bạn cần quay chụp kỹ phần nào thì anh chị và các bạn có thể liên hệ với em nhé. Em sẽ gửi chi tiết các phần đó cho anh chị và các bạn này. Đây là khoang nội thất phía sau. Xe còn rất là mới và đẹp. Và anh chị và các bạn nào đang thích kem đi màu trắng ngọc trai, nội thất kem thì có thể lựa chọn em này ạ. Toyota Xuân Mỹ Đình thì bán xe ra thì sẽ cam kết cho anh chị là xe đã được kiểm tra 176 hạng mục của Toyota, cam kết là xe không tai nạn, không mổ máy, không thủy kích và không phản nguội. Ngoài ra thì bên em vẫn hỗ trợ mua xe trả góp lên tới 70% giá trị của xe. Do tài chính Toyota cho vay trực tiếp, thì nên là anh chị và các bạn nào cần cân đối về tài chính thì có thể suy nghĩ thêm phương án này ạ. Xe này thì đã được trang bị là dàn kính trải sàn này, ốp bậc lên xuống chống xước này. Xe còn rất là mới. Đây là các chi tiết như là ốp bản lề cửa này, linh tán và keo chỉ của cửa nhé. Sau đây em sẽ đi vào khoang động cơ để anh chị và bạn có thể tham khảo kỹ hơn này. Màu trắng ngọc trai. Đây là khoang động cơ của xe này. Ốc chân máy, ốc mặt máy vẫn còn nguyên bản theo xe nhá. Ốc chân đèn này vẫn còn nguyên bản. Xe còn rất là mới và đẹp luôn. Toyota Camry phiên bản 2.5Q sản xuất 2019 hiện đang được chào bán tại Toyota Xuân Mỹ Đình với giá là 915 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn nào liên hệ trực tiếp với số hotline đang hiển thị trên màn hình nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn tại các video tiếp theo ạ.